cũng là một cái một cái gọi là ấn tượng rất là đặc biệt với anh Ivan, bởi vì bộ đồ này ấy là buổi tối là 15 giờ là phải di chuyển tới nơi show diễn rồi, nhưng mà 2 giờ chiều anh Ivan mới tức tốc làm đồ cho hai vợ chồng, và đây là hai bộ đồ mà phải nói là nhà thiết kế đã ưng đã ưu ái làm cái giờ phút chót cho hai vợ chồng. Hai bạn nghĩ như thế nào về cái tầm quan trọng của thời trang trong cái nghề diễn viên cũng như là bên thời trang? Không phải là không chỉ đơn giản là quan trọng nữa mà nghề diễn viên hay là người mẫu hay là ca sĩ thì cái việc thời trang là một cái đồng hành luôn, phải cùng phát triển cùng với thời trang để thì mình có thể đi xa hơn. Huyền Thanh bé thứ hai thì không có ngén gì luôn ấy, chỉ có gọi là thèm ăn nhiều hơn một chút thôi. Còn anh Quân thì cũng chăm sóc Huyền Thanh như là bé thứ hai như bé đầu luôn, cũng lên tất cả những cái danh sách là ăn sao để mà hợp lý nhất, tốt nhất cho con và cho mẹ. Thực ra thì hôm nay thì Quân sẽ tiết lộ một chút xíu là thực ra vợ mình có ngén, Huyền Thanh có ngén, nhưng mà ngén gì đâu, chỉ ngén khi mà chồng không có nhà thôi. Có nghĩa là chồng không có nhà thì sẽ ngén và sẽ mắc ói, sẽ mệt, nhưng mà khi chồng có nhà thì hết ngén. Đó là cái bí mật của Thanh. Nhưng mà có phải cái đó gọi là nhõng nhẽo hơn nhiều hơn là ngén? Không, cái này là thật luôn á, cái này là mình chia sẻ thật tình luôn, là không biết là khoa học có chứng minh được không, nhưng mà mỗi khi mà vắng chồng khoảng vài ngày là Thanh bắt đầu mắc ói rồi mệt mỏi trong người, có chồng là ok hết, khỏe như là. Nhưng mà thường ấy khi có bầu với lại tăng hay bị tăng cân á, thì như cô có sợ là bà xã mình bị tăng cân quá nhiều rồi sẽ không giữ bầu rồi cảm thấy lo lắng không? Quân cũng sợ Thanh tăng cân quá nhiều, mà về chuyên môn của bác sĩ á, thì việc mẹ tăng cân quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới con, nên là cố gắng làm sao mà tốt cho con là chính, con phát triển mà mẹ không cần phải tăng cân nhiều quá thì sẽ tốt nhất. Rồi, cái ý là Quân có vô bếp để nấu cho bà xã ăn những cái món ăn như là bà xã hay bị ngán. Thì Quân cũng không có thời gian nấu bởi vì cũng còn rất là nhiều công việc của mình và phải chia sẻ những cái công việc chăm em bé lớn cùng vợ nữa, nên là mình sẽ có mẹ giúp cái phần nấu ăn, nhưng mà riêng cái phần chuẩn bị cái công thức nấu ăn hay là những cái món ngày hôm nay, hoặc là mua những cái đồ ăn vặt cho bà mẹ bầu để có thể ăn vừa tốt cho con vừa không bị tăng cân ấy, thì Quân sẽ là người mua. Nhưng mà đây là đứa thứ hai rồi thì có thể chú Huyền Thanh chia sẻ một chút xíu mà cái kinh nghiệm dành cho những cái bà mẹ mà đang mang thai cũng như là có con á, chăm sóc như thế nào? Cái kinh nghiệm của em rút kinh nghiệm từ bé đầu tiên, đó là em dưỡng cái vùng da bụng nhiều hơn, tại vì khi mà mình mang, cái quá trình mình mang thai á, cái làn da của mình nó sẽ bị căng quá mức đó, nên là nó sẽ rất là bị giãn, và em thì đã bị giãn ở bé đầu rồi nên là em đã rút kinh nghiệm là mình đã bôi từ trước khi mà em có bầu bé thứ hai đó, và em cũng sẽ cố gắng là mình sẽ tập luyện nhiều hơn để mà có thể là có một cái sức khỏe tốt